Sáng ngày 12 tháng 6, Ủy ban nhân dân quận tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2015. tới sự có đồng chí Nguyễn Phong Doanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tham dự tập huấn có lãnh đạo công chức viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính, quản lý chất lượng ISO thuộc các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và 10 phường thuộc quận. Tại buổi tập huấn, chuyên gia của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Phòng phổ biến cung cấp các thông tin cơ bản về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2015, các quy định liên quan đến việc áp dụng hệ thống, nội dung cốt lõi, các nguyên tắc quản lý chất lượng, các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng, tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2015, cách thức xây dựng và áp dụng bộ tiêu chuẩn vào quá trình giải quyết công việc trong cơ quan. Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 cho cán bộ công chức các phòng, ban đơn vị, ủy ban nhân dân các phường, từ đó góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận.